Thưa tất cả bà con, thì trên cái hình nền thì bà con thấy đây là năm vị luật sư quen thuộc đã đấu tranh cho cái lẽ công bằng ở Thiền Am, đúng không bà con? Và năm vị luật sư này, và hôm nay chúng ta nhìn thấy cái hình chụp đây như thế này, nhưng mà ngày mai chưa biết là thế nào. Có thể 1, 2, 3, 4 hoặc cả 5 vị sẽ rơi vào vòng lao lý tiếp, vì bảo vệ cho Thiền Am, và nói rộng hơn là bảo vệ cho công lý. Đấy. Cho nên là tôi trong video này tôi làm như một cái sự vinh danh đối với năm vị luật sư này. Rồi thưa bà con, trước hết tôi xin chúc cho bà con ở Việt Nam thì một buổi tối đầy an lành, còn ở Mỹ và các nước thì là một ngày thật là tuyệt vời nha bà con. Thì cách đây 20 năm, nhà xuất bản Trẻ có đặt hàng tôi tổ chức một cái bộ sách là hướng nghiệp cho các em. Nhưng mà lúc đó thì tôi viết một cái bài, một cái cuốn sách là tìm hiểu nghề báo. Bởi vì lúc đó tôi rất là rành về báo. Và tôi ước mơ viết một cuốn sách là tìm hiểu nghề luật. Nhưng mà lúc đó thì thật sự ra 20 năm trước, tôi chưa đủ kiến thức, chưa đủ cái tư liệu để viết cái cuốn sách gọi là tìm hiểu nghề luật. Nhưng nay thì có lẽ là tôi đã đủ rồi, nhưng mà không có ai đặt hàng là cho tôi. Đấy. Chứ còn nay mà tôi viết cái cuốn tìm hiểu nghề luật thì rất hay. Và trong đó tôi sẽ có một cái chương gọi là sự nguy hiểm của nghề luật. Và chắc chắn thì tôi phải đưa cái câu chuyện của năm vị luật sư đây, của năm vị luật sư này, trở thành một phần của cái chương mà sự nguy hiểm của nghề luật. Nghề luật đối mặt với rất nhiều cái rủi ro, cái nguy hiểm và cái đỉnh cao nhất là như bà con thấy. Và cái vụ một luật sư gì đó là bị giết ở dưới Thủ Đức ấy. Phải Thủ Đức hay là Bình Chánh rồi gì đó ta. Mà chạy đến, đi xe máy chạy đến chân cầu rồi mới ngã gục xuống mới chết đó. Đấy là cái điển hình cái về cái sự nguy hiểm của là nghề luật. Ở Việt Nam lẽ ra là không có những cái sự nguy hiểm như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng là luật sư là an toàn hơn kìa, nhưng mà rồi cũng rất là nguy hiểm. Chứ còn ở Mỹ thì nguy hiểm lắm. Đấy, ở Mỹ thì cực kỳ nguy hiểm. Đó là cái luật sư, đó là cái sự nguy hiểm cao nhất, là đối diện với cái sự trả thù man rợ nha bà con. Và cái nguy hiểm thứ hai là đối diện với những cái kết tội. Đấy. Dĩ nhiên tôi không nói đến chuyện kết đúng hay là kết sai ở trong cái video này. Nhưng mà cái hiện tại năm vị luật sư ở đây thì đã có 4 người là nhận được giấy mời làm việc của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An rồi. Người thứ 5 thì không biết là có bị mời hay không. Nhưng mà riêng 4 cái giấy mời đấy, nó sẽ báo trước một cái điều gì đó mà nó không mấy vui vẻ. Mặc dù các luật sư họ có thể là chấp nhận, họ không hề là sợ hãi hoặc là không hề là than khóc gì cả. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là một cái nốt trầm buồn trong cuộc đời họ. Bởi vì lao tù đâu có gì sung sướng, không có ai
hắn diễn vì đi ở tù cả. Ngay cả những cái nhà mà gọi là ái quốc vĩ đại nè, vào vào tù ra tội để mà coi như là giải phóng cho cái dân tộc mình, cho đất nước mình ấy, cũng chẳng lấy gì làm hãnh diện khi phải đi tù cả. Kiểu như ông Mandela của Nam Phi đó bà con, suốt cả cuộc đời là đều ở trong tù cả, cho đến lúc ra tù làm tổng thống Nam Phi thì coi như là cũng gần 90 tuổi rồi. Thì chắc chắn là ông cũng cũng không có sung sướng, không có tự hào gì về cái việc mà phải đi ở tù nhiều, một ngày tù nghìn thu ở ngoài. Đó, thì cái sự nguy hiểm thứ hai của nghề luật là nó là như vậy. À, phải đối diện với cái nguy cơ bị khởi tố, và bị khởi tố vì thân chủ của mình, vì những cái điều mà mình thực hiện, là coi đó là cái công lý. À, phải thực hiện. Rồi cái đối diện với cái rủi ro pháp lý thứ ba là bị chính thân chủ mình kiện ngược, hoặc là gây khó khăn, gây khó dễ cho luật sư. Rồi nhiều thân chủ rằng là kiện ngược luật sư, thậm chí là tố cáo luật sư. À, mặc dù cái tố cáo của họ là đôi lúc là không phải là đúng. Ví dụ như trường hợp của luật sư Đặng Đình Mạnh đã giúp cho cái bà Việt Kiều gì đó lấy lại được là 11 tỷ, thì là thỏa thuận là 10%, trong khi đó là văn phòng luật sư là phải bỏ ra hết mọi chi phí là mười mấy ngàn đô đó để xúc tiến làm cái này làm cái kia. Mà nếu cái đó cái vụ đấy mà thua thì là văn phòng luật sư sẽ mất mười mấy ngàn đô đấy. À, còn thắng thì là được 10%, tức là 1 tỷ mấy đó. Thế mà rồi là coi như là thân chủ họ cũng quay ngược lại, phản gọi là phản phúc. Đấy. Và báo chí vừa đăng tải về cái trường hợp của luật sư Đặng Đình Mạnh vừa rồi đó. Ừ. Cái chuyện mà là bị thân chủ là phản phúc nó nhiều lắm bà con, cực kỳ nhiều. Đấy. Đến nỗi mà nhiều luật sư họ chán nản, họ không muốn làm nghề, nhưng mà rồi là cái nghề nó vẫn là cái nghiệp của người ta, cho nên người người ta không dứt ra được. Như tôi thì tôi biết, tôi hiểu cái nghề này rồi, do đó là tôi không có đi học làm luật sư. Đấy. Mà tôi chỉ nghiên cứu luật thôi. Chứ còn phải nói thật sự ra làm luật sư dấn thân lắm bà con. Cực kỳ dấn dấn thân. Đấy. Và đôi lúc là căng thẳng lắm. Tôi biết năm bốn vị luật sư của Thiền Am, mặc dù họ cũng vẫn có cái sự dũng cảm nhất định, sự mạnh mẽ nhất định, nhưng mà rồi mấy hôm nay nếu mà bị công an Long An mời như thế thì họ cũng căng thẳng lắm. Bởi vì bà con biết sao, khi mà bị khởi tố rồi đó thì hầu như là mất tất cả. Đấy. Từ thẻ luật sư là bị thu hồi lại ha, và đoàn luật sư xóa tên, rồi thêm hàng loạt cái là hợp đồng pháp lý đã ký với khách hàng mà làm dở dang đấy là phải trả tiền lại cho người ta, có những trường hợp phải bồi thường tiền lại cho người ta. À, và cái văn phòng đó nếu như không tìm được một cái ông luật sư nào chịu làm trưởng văn phòng thì cái văn phòng luật sư đó là phải ngừng làm việc, giải tán, tháo bảng hiệu và trả mặt bằng lại nếu như đó là mặt bằng đi thuê. Và rồi hàng loạt những cái thân chủ sẽ là đến đòi lại tiền và sinh ra vô vàn các cái rắc rối khác nhau. Tôi muốn nói dài dòng như vậy để dẫn tới là cái sự hy sinh rất lớn của năm vị luật sư đối với lại Thiền Am, mà hiện nay nhiều người đó là đang chống năm vị luật sư, tỏ ra vô ơn lắm.
mà đặc biệt điển hình là luật sư Thanh Trần đấy, đang chống 5 vị luật sư kịch liệt đấy, cùng là luật sư với nhau. Thanh Trần cũng là bản ấy là cũng là luật sư, cùng là luật sư với nhau đấy, và cùng là một cái mục đích đấy, coi như là hỗ trợ pháp lý cho Thiền Am. Thế nhưng mà luật sư Thanh Trần này chống, phải chống kịch liệt, chống mãnh liệt và kéo thành một cái mặt trận để chống năm vị luật sư này. Và tôi làm cái là cái clip này mà khen năm vị luật sư này rồi thì là cũng có nhiều người sẽ là lên tiếng, sẽ nhào vô là thế này là thế khác này, chứ không phải không. Nhưng mà tôi đã hứa rằng là không nói gì về Thiền Am thôi. Thế còn câu chuyện mà tách khỏi Thiền Am thì tôi vẫn có thể là nói chuyện. À, vẫn có thể là đàm đạo với bà con. Trong năm vị luật sư này thì luật sư Phúc thì tôi quen cũng mười mấy năm nay rồi. Và hai bên thì cũng hiểu nhau. Tôi cũng hiểu cái tính nết của luật sư Phúc. Anh là một người phải nói là cực kỳ là nghiêm túc. Xuất thân của anh, bố anh là một quan chức Thanh Liêm và đứng đầu một cái tỉnh ở dưới miền Tây nha bà con. Đấy. Hay nói cách khác là bí thư tỉnh ủy, con của bí thư tỉnh ủy. Thế nhưng mà nhẽ ra thì nếu có cái xuất thân như vậy thì anh sẽ làm đi theo cái con đường là quan lộ thì sẽ hay hơn. Ví dụ như anh có thể làm được phó giám đốc sở, giám đốc sở, hoặc tuổi như anh thậm chí có thể là phó chủ tịch tỉnh vẫn được. Nếu như không có bằng bố của anh thì là như thế cũng được. Đấy. Nhưng mà rồi anh chọn là con đường luật sư anh đi, bởi vì có thể là đó là do tính cách của anh là nó như thế, là một người yêu chuộng là công lý, muốn dân thân vì công lý. Và không riêng gì luật sư Phúc, năm vị luật sư mà chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình đó cũng đều là những người dấn thân vì công lý cả. Bởi vì tôi nói thật, nếu không thì họ không bào chữa cho Thiền Am đâu. Bởi vì chỗ Thiền Am cực kỳ mệt mỏi. Cái luật sư mà vào đấy thì sẽ bị ảnh hưởng đến là cái công việc làm ăn của các vị luật sư. Thế như vừa rồi chúng ta thấy là báo là nó bắt đầu là nó bêu rếu luật sư Mạnh vì cái câu chuyện mà ba nữ Việt Kiều đó. Nữ Việt Kiều đó là kiện ngược luật sư Mạnh để đòi mấy đó, đòi 7 tỷ đòi gì đó. Thì bà con thấy hàng loạt báo là bắt đầu đăng là luật sư bị kiện ngược đó, thấy không? Với cái hàm ý là cũng mỉa mai luật sư Đặng Đình Mạnh đó, chứ không phải là đưa tin đồ gì đâu. Nói chung là sẽ tìm cách, họ sẽ tìm cách moi móc coi thì các vị luật sư có làm gì sơ sẩy thì bắt đầu quất lên báo. Trong trường hợp luật sư Mạnh đó là cái bà kia là tôi, như tôi nói là cái loại phản phúc, phản phúc chứ cũng chẳng có gì mà gọi là đáng quan tâm là cái bà đó cả. Thì nói chung cái nghề luật sư thì viết thì cũng viết cho hết thì cũng phải mất một cuốn sách dài chừng 300 trang mới khái quát hết được. Chứ trong video ngắn ngắn thế này thì không thể nói được. Nếu tôi có viết sách thì tôi viết khoảng 300 trang, trong đó không phải là phải 20 chương thì nó mới hết. Cho nên ở đây chúng ta là trà dư tiểu hậu đôi điều về cái nghề luật sư và về năm vị luật sư mà thôi. Coi như là một cái sự ghi nhận, một cái sự vinh danh nho nhỏ đối với các vị luật sư, và chưa biết ngày mai của họ sẽ đối diện với cái hiểm nguy nào. Và hôm nay họ phải gánh chịu biết bao nhiêu cái điều là
tai tiếng. Đấy. Có một nhóm YouTuber này đi chống năm vị luật sư này. Thì đó những người nào mà chống tôi vừa rồi đó cũng đều chống luật là năm vị luật sư hết. Bởi vì thấy tôi ca ngợi luật sư thì họ nhảy vào. Nhưng mà tôi sẽ không dừng lại như trường hợp của Thiền Am. À, Thiền Am mà tôi dừng lại là nó có ý nghĩa khác. Và tôi chấp nhận dừng lại. Chứ còn trường hợp này thì tôi sẽ là sát cánh cùng với năm vị luật sư. Cái nào các vị luật sư sai thì pháp luật xử lý. Thì cái chuyện đó là đương nhiên. Còn cái nào không, các luật sư không sai mà vẫn bị xử lý thì tôi sẽ lên tiếng. Nói tóm lại cũng như sứ mệnh của năm vị luật sư đối với ở chỗ Thiền Am, thì tôi bằng cái kênh YouTube nhỏ nhoi này thì tôi cũng sẽ thực hiện lại một cái sứ mệnh y chang là như vậy. À, và đây là một phần trong cái nội dung kênh YouTube của tôi, bởi vì tôi còn đề cập đến những cái chuyện khác, những cái sự kiện xảy ra hàng ngày tôi cũng phải cập nhật. Nhưng mà riêng năm vị luật sư thì tôi dành một cái phần nội dung để là ghi nhận và tôn vinh các luật sư. Đó, thì thưa bà con, cái câu chuyện đó là như thế. Ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký dùng. Và một lần nữa xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con. Xin hẹn gặp bà con trong video sau. Bye tất cả mọi người nha.